Mà năm ngoái là năm Quý Mão, năm nay là năm Giáp Thìn là đã muộn rồi. Quý Mão hạn chót nghe con, Giáp Thìn là lúc con ơi đã muộn rồi. Mà giờ này anh em chúng ta không thu kịp nữa thì đâu có còn thời kỳ nào nữa đâu. Bởi vì cho nên á, niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Cái chuyện nào phải mình nói, không có đi đóng khẩu lời. Mình tìm được cái ông chủ nhân ông của mình đi, là tìm lại chính mình, là tìm lại cái bản thánh Như Lai của mình đó, cái tánh bổn thiện của mình đó. Khó mà tìm được cho ông chủ nhân ông còn hẳn lắm trong dòng sanh chúng. Ai mê tâm nghe qua không khủng gắn chi tầm nặng mở tánh linh, lòng ngộ rồi thẳng đại nhiều kinh thì cũng thấy bổn lai diện mục. Bây giờ như thể chim bao tam thinh thấy biển là dàm lao rộng khình đó. Nó cù lao ông trưởng mới sụp nữa kìa. Nó anh em thấy chưa? Chỗ cậu ông trưởng đó, anh em thấy chưa? Bởi vậy cho nên ông Bao nói là cù lao ông trưởng như manh điểm bờm đó. Ý là chưa tới ngày đó, bây giờ mới sụp có mấy căn nhà nữa đó, rồi nắc nứt tùm lum trơn đó. Người sẽ có liên quê đỡ gót, còn lại thêm lộng phép chế thân. Lần này là dịp thốt trần, không tu thì chẳng còn lần nào tu. Đó anh em đồng đạo cùng huynh ti muội rõ ràng hết rồi. Bởi vì trước khi mình nói mình tu rồi đó thì mình phải cẩn ngôn cẩn hạnh những lời nói của mình đó. Cẩn ngôn cẩn hạnh đó, thì thân mình nó phải re nghe các huynh đệ. Cho nên thầy đã nói nè, phải lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch. Khi thốt ra đoan chánh hiền từ thiện thì thường có phước dư, phần tích ác quả đương đeo đắng. Thì ở đây Quốc Thành có chuyên trị về xương khớp cũng như thần kinh tọa, gai cột sống, thối quá cột sống, nhức tay chân, bà con đi đứng không được, hay là xuất hiện những cái trường hợp là đau mỏi gối quý vị, những cái khớp gối quý vị đó hay bị gọi là thiếu cái chất nhờn đó. Thì ở đây Quốc Thành có một cặp thuốc của Hồng Kông nha. Ở đây á, là bà con dùng rất là ok luôn nha quý vị. Dùng rất là nhiều luôn, uống được là một lần mua vậy, uống được 50 ngày, một ngày uống 2 lần nha quý vị. Đây thuốc không giữ nước, bảo đảm không giữ nước. Nếu giữ nước hoàn tiền lại, Quốc Thành sẽ hoàn tiền cho quý vị 100% tiền. Còn nếu bà con nào đang gặp khó khăn mà không có tiền mua thì Quốc Thành sẽ gỡ cho quý vị uống trước 10 ngày. Quý vị thấy được, quý vị hãy mua ha quý vị. Quốc Thành sẽ gỡ cho quý vị trước 10 ngày. Quý vị sẽ uống coi có giữ nước hay không giữ nước. Nếu mà thuốc á mà biết giữ nước hay không giữ nước quý vị chỉ cần uống chỉ 3 ngày hoặc là 1 tuần lễ thôi là quý vị biết giữ nước hay không giữ nước rồi. Hiệu quả hay không thì quý vị uống sẽ biết được. Khi mà mình mua như vậy đó, một cặp này thì bà con mua nhiều thì bà con biết rồi là 350 ngàn. Nếu mà thêm combo là như thế này nè quý vị, là có thuốc dầu nè, dầu diêm son nè, rồi thuốc nhỏ mũi nè, thuốc nhỏ mắt nè quý vị đó, rồi thuốc bóp nè. Đây thuốc bóp này đó là mình chỉ đông cỡ chừng hơn 2/3 chai thôi. Cái này là Quốc Thành xài đó, xài là còn lại như quý vị đó, và một hũ ngứa nữa đó. Cũng như là nếu quý vị mà bị như là đau bao tử này kia đó thì Quốc Thành sẽ cho thêm quý vị một bịch đau bao tử nữa nha. Một bịch đau bao tử này mình uống được là 7 lần nha quý vị. Nếu quý vị mà có bị ho hoặc là bị hay bị cảm sốt này kia đó thì ở đây thì Quốc Thành có là thuốc của tỷ cơ nha quý vị. Thuốc tỷ cơ ở đây đó là độc quyền ở bên Quốc Thành có đó, đây là quý vị. Hình như nghe nói Quốc Thành nghe nói là bên Quốc Tạo dạo này cũng cạn về thuốc của tỷ cơ quý vị đó, đây Quốc Thành có nè quý vị đó. Ai cần thì cứ gọi đây, Quốc Thành sẽ gửi cho quý vị nó tận nhà nha. Đơn á, mà trên 400 ngàn từ Quốc Thành thì sẽ free ship cho quý vị. Ship là 30 ngàn thì sẽ free ship. Đơn dưới 400 ngàn thì sẽ không có free ship nha quý vị. Quý vị nếu mà ai cần thì sẽ gọi vô số điện thoại của Quốc Thành là 0333304424. Dạ, Quốc Thành sẽ nhắc lại một lần nữa, 0333304424. Đó là số điện thoại của Quốc Thành. Cứ gọi điện Quốc Thành sẽ tư vấn chứ không được gì hết. Thì cõi đời giả tạm mà, giàu giàu cho cách mấy thì cũng phải tiêu đó. Cho nên cậu hai ông nói nè, từ đây cho đến định quyền, biết bao tan tóc dưới miền Á Đông, sang giàu chi nữa mà mong. Điểm tô cho lắm như công giả tràng, từ hèn cho đến chỗ sang, biến thiên mấy chút mà tan quan hết rồi. Gán mà làm phước văn ngôi, nhịn ăn nhịn mặc là đặng bồi thiện duyên. Cho nên anh em chúng ta chỉ còn có một kiếp này thôi, mà một kiếp rất là ngắn ngủi nha. Tôi nói rất là ngắn ngủi đó. Nếu có thân hãy liệu lấy thân á, để đến việc mà ăn năn cái chẳng quá muộn rồi đó. Bây giờ tôi nói với các huynh đệ đồng đạo cùng tỷ muội đó, tôi nói quá ngắn rồi đó anh em ơi. Nó còn rất là cục chuông kia mà treo sợi chỉ mình đó, như cộng chỉ nó muốn đứt nào đứt đó. Tôi nói vào cái năm Thìn này nè, Rồi rất là đau khổ cho tất cả muôn loài vạn vật á, cho tới tất cả anh em chúng ta đi, đều khổ chung hết. Tại vì cái cơn thận diệt này mà tu cũng chết, mà không tu cũng chết, mà cái người tu nó được cái khác. Tại sao khác đây? Thì thầy không có nói nè, chừng bảy núi lầu son lộ vẻ, thấy chưa? Thì người già quá trẻ chăng ôi, nói anh em thấy con lành chưa? Nó chừng lập hội á, thì người già quá trẻ khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn. Cái xác này đã bỏ trơn rồi. Tại vì cái xác sau á, ông ba ông nói trong cuốn Kim Cổ Kỳ Quan á, nữ là 2,5 mét, nam 3 mét. Thì cái xác này của mình nó cao lắm, bây giờ là 2 mét là nó cao rồi. Cho nên Phật bỏ hết, xóa bỏ hết, thiêu ba cái xác cũ này bỏ hết, lập lại đài Thượng Quan Thánh Đức là đó, để mà sống gọi là bất sanh bất diệt đó anh em. Không già không bệnh mà cũng chẳng ngày nào lo đó. Đời sau đâu có bệnh viện đâu, đời sau cũng không có bàn thờ. Tới ngày anh em chết rồi tự nhiên là ra đắt nứt ra cái nằm xuống đó, rồi đắt hiếp lại, cái hồn đi về thượng thiên, về trên cha trên này, cõi trời vậy đó. Mình sống mà làm dân Phật Quốc hưởng sự thái bình đó là cái đời Thượng Quân Thánh Đức nè. Bởi vì tất cả anh em chúng ta hãy gắng mà được vào vô 4 ông thẻ này và vào cái cửa số 2 đó. Bây giờ cái đường lộ Dầm Sáng cũng có luôn rồi đó huynh đệ, là Dầm Sáng lộ cặp đầu tiên, sông Đồng 3 ngã, Khố Yên Nhân Tình. Sau này sập xuống chỉ còn có 3 ngã thôi. Ngã số 4 là gọi là cái hậu không có. Còn 3 ngã này là ông thẻ số 1, ông thẻ số 2, ông thẻ số 3. Mà vô được có ông thẻ số 2. Anh em thấy quyền diệu chưa? Từ Mặt Dân mà, ông sập Từ Mặt Dân cửa cái cả dầu nè. Con của ai kìa hãy đi đâu có tờ giấy mới cho qua cửa đó. Về đến đó Phật còn chọn lựa thiệt trên tu mới được đi vào đó. Anh em thấy không? Phật nói trước có sao hết nha. Ông ba ông nói là có trước có sao hết trơn á. Bây giờ như thể chim bao, tam thinh thấy biển là Dàm Nao Rộng Khình đó. Nó Cù Lao ông trưởng mới sụp nữa kìa. Nó anh em thấy chưa? Chỗ cộng trưởng đó, anh em thấy chưa? Bởi vậy cho nên ông ba nói là Cù Lao ông trưởng như manh điểm bờm đó. Ý là chưa tới ngày đó. Bây giờ mới sụp có mấy căn nhà nữa đó. Rồi nắc nứt tùm lum trơn đó. Ông ba nói là có hết trơn. 3 tiếng sấm rồi anh em sẽ thấy. Như cái biển Thái Bình Dương như đó. Là ngày cứu về luôn nghe anh em huynh đệ. Tam thinh thay đổi người vô số, tặng thế đại điền đức cứu Thái Lai đó. Cố với nguyện mình về luôn đó, để lập đời Thượng Quân Thánh Đức đó, thấy chưa? Thấy Phật nói giờ nó đã tới rồi đó. Nó đúng việc kia rồi. 5 năm ăn xá rồi quý đồng đạo ơi, anh em ơi, hết rồi. Đừng có mong gì nữa hết. Đừng có mong gì nữa hết. Tôi nói thật lòng mà nói. Bây giờ chỉ còn có cái ăn hiền ở lành, nghe lời thầy dạy, lòng hiền giữ vẹn sớm chiều, xem kinh niệm Phật, mỹ miều mặc ai. Từ sáng tới chiều mình làm hiền, tới giờ đi ngủ là xong, qua ngày sau cũng vậy. Gán anh em huynh đệ ơi, hết rồi, hết mong rồi. Bởi vậy thầy nói đâu có sai đâu. Thầy nói nè, hòa thôn hảo cảnh xí chi ta đó, tạm giấc nhân sanh. Ông nói là ông ở tạm đó thôi. Tạm giấc nhân sanh khỏi ái hà, tạo sát huỳnh danh thanh sắc trẻ, thấy chưa? Chờ thời thiên định thiết hùng ca, kim ngọc nào chi Phật quỷ tà, sơn đài ra sức dẹp loài ma, thượng thọ chúc cầu an 4 biển, đẳng đẳng dưới trên sớm thượng hòa, thấy chưa? Là thượng là tất nhiên là ông Quan Thượng là gọi là ông cố mình, đẳng đẳng là ông Nguyễn mình đó, sơn là Đức Phật Thầy, kim sơn Phật đó, đó thầy mình đó là Phật ngượng xác của thầy mình để cứu độ chúng sanh trong thời kỳ hạn quan mạt kiếp đó, mượn nhằm một xác nhu mì giảng văn 6 tháng, vậy thì xem sao lời của người di tịch núi Sam có phải không anh em? Cho nên Đức Phật Thầy ổng còn than trong cuốn Thi Văn Giáo Lý đi, đây là trong cuốn Thi Văn Giáo Lý đó: ôi đời yểm cụ, yểm cụ là bỏ ông cụ đó, nghinh tăng là nghinh với thầy, Ôi đài yểm cụ nghinh tăng, gùng gùng xóa bỏ Phật thần rồi thánh tiên, làm cho lão nửa phiền nửa tuổi, ước làm sao như cội chanh trăng, đặng sôi tất cả dương trần cho người trong tối mà lặng nằng nghĩ quan. Cho nên anh em chúng ta phải gắn cái thời hạn ơn mà kiếp này, chỉ còn có một kiếp này, hy sinh mình đi. Chỉ còn có một kiếp này thôi, anh em gắng hy sinh để mình cứu được của quyền thất tổ ông bà bảy đời chính kiếp của mình đó anh em. Cho nên thầy nói nè, gắng tu đắc đạo cứu cô quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp nhờ ơn công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền. Nói anh em thấy ngon lành chưa? Còn cậu hai nói đây, tu một thở là cứu thân vĩnh kiếp, độ được mình còn vớt mẹ cha, thiền to một chiếc sấm ga, tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi đó. Anh em thấy ngon lành chưa? Cái thời mạt pháp này ở đâu tu cũng được hết đó, các đồng đạo huynh đệ anh em. Qua sông nhà được Cầu Lam, tu hành nào đại chùa Am làm gì, ngồi cũng tu, đi cũng tu, đứng cũng tu, ngủ cũng tu đó, đi đứng nằm ngồi y chánh pháp, thiền từ thầy rước lại non bồng chứ không có gì hết. Cho nên cái thời mạt pháp là kỳ đại xá rồi, lực tu hành chẳng khó như xưa. Tại gia niệm Phật sớm trưa cũng là được Phật đến đưa để đón về. Người sẽ có liên quê đỡ gót, còn lại thêm lộng phép che thân. Lần này là dịp thoát trần, không tu thì chẳng còn lần nào tu. Đó anh em đồng đạo cùng huynh ti muội rõ ràng hết rồi. Bởi vì trước khi mình nói mình tu rồi đó thì mình phải cẩn ngôn cẩn hạnh những lời nói của mình đó. Cẩn ngôn cẩn hạnh đó, thì thân mình nó phải re nghe các huynh đệ. Cho nên thầy ông nói nè, phải lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thoát ra đoan chánh hiền từ thiện thì thường có phước dư, phần tích ác quả đương đeo đắng. Còn cậu hai nói đây, nhất lời nói bao giờ cũng lọc, buông ra rồi có hút lại nào, tục rằng lưỡi bén như dao, nói ra một tiếng rồi đoạn bao nghĩa tình, sự vui buồn trọng kinh thương ghét thường do nơi mà mép gây nên, chỉ trong một tiếng cắt lên, hoặc tan sự nghiệp, hoặc tan cửa nhà. Lời nói dễ phá hòa ra nghịch, lời nói thường giết chết được người. Cho nên tất cả người đời trước khi phải nói lựa lời cho thanh, nói tổn đức, nói sanh ra thù oán, nói chia lìa, nói tiếng kia chua thì là nhất định phải chừa, dù ai cãi lưỡi mà không thưa thốt lời. Đó thấy anh em huynh đệ, rất là hay những lời vàng tiếng ngọc của cậu hai, của Phật, của thầy, rất là chí lý cho con người tu đời hạ quân mà kiếp này đó. Thì thầy ông nói nè, ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh thì được thì phát huệ. Cái tâm mình nó lặng đi rồi thì anh em sẽ hiểu hết. Thầy nói nè, tu với tỉnh biết làm ha, chẳng khó, thấy chưa? Nếu lặng tâm thì tỏ ngộ đạo mẫu. Thì cái tâm mình nó lặng đi rồi, cái chuyện đời của người ta ai làm gì ta làm, chuyện người thì mặc người ấu, phận ta giả điếc này, lắc đầu làm nghe. Thầy không có cho mình nói chuyện của người ta nữa. Chuyện người chớ móc chớ môi, hãy treo gương thiện mà soi lấy mình. Thấy chưa anh em? Mình không có nói ai nữa hết. Tại vì cái đời này là cái gọi là cái đời hạ quân mà kiếp tận cùng rồi, nó đã mua hết rồi đó. Tại vì năm nay là năm Quý Mão, mà năm ngoái là năm Quý Mão, năm nay là năm Giáp Thìn là đã muộn rồi. Quý Mão hạn chót nghe con, Giáp Thìn là lúc con ơi đã muộn rồi. Mà giờ này anh em chúng ta không thu kịp nữa thì đâu có còn thời kỳ nào nữa đâu. Bởi vì cho nên niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Cái chuyện nào phải mình nói, không nói thì đóng khẩu lại. Mình tìm được cái ông chủ nhân ông của mình đi, là tìm lại chính mình, là tìm lại cái bản tánh Như Lai của mình đó, cái tánh bổn thiện của mình đó. Khó mà tìm được cho ông chủ nhân ông còn ẩn lánh trong dòng sanh chúng. Ai mê tâm nghe qua không khủng, gắng chi tầm nặng mở tánh linh, lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh thì cũng thấy bổn lai diện mục, là thấy bổn tánh của mình rồi đó anh em. Thấy đạo lý cái nào thấy tánh là tự nhiên mình đã thấy tánh rồi đó. Còn ẩn nơi tim ốc sắc phàm, rồi ai biết chi việc phải cứ làm sao mới biết ai phàm ai thánh. Gắng tu trong tâm anh em à. Nếu mình xuất gia thì phải hy sinh hết trơn à. Nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất mà tinh thần lo đạo đó, chớ giả dối mà mang sắc áo mượn bồ đề tội hột lè người, làm cho dân kinh dễ ngạo cười tội lỗi ấy lực nào dung thứ đó anh em. Cho nên thầy ông kêu mình hãy gắng tu tâm đi, trên bảy núi còn nhiều báo lạ đó, gắng tu tâm dưỡng tánh để coi đời, coi là được Phật nè, được trời nghe, coi phép lạ của tiên của thánh. Mà bây giờ ông thánh ông ra rồi, tới ông Phật với thầy mình về nữa là xong việc ha. Gắng đi anh em, không có còn bao lâu nữa đâu. Cái năm Thìn này là nó dữ giống với anh em. Dòng bay dân chúng nào yên, gắn bò giáp giới là đảo điên dương trần hết rồi. Ráng đi huynh đệ đồng đạo ơi. Đó, năm 24 là lúc đến thời rung chuyển trời đất đổi hồn nhân gian rồi. Mà từ đâu tới đâu, từ thu cho đến sang đông thì là mới biết lệnh ông giáo truyền đó. Thu đúng hội là ngao du thông thả, đông hạ thu, anh em nghe thật kỹ nha, đông hạ thu nhồi quả trần gian. Từ mùa đông năm Thìn này bắt đầu nhồi quả trần gian cho tới mùa thu năm Tỵ, khổ dữ lắm, khổ luôn những người không tu nha. Còn tôi nói những người tu lên ta đi mất tiêu trơn rồi, Phật cứu đi hết rồi. Tại mình khổ tới 5 năm 6 tháng long đông đó, từ tháng 7 đến hôm nay nè cho tới năm Tỵ là đúng 6 tháng đó. Rồi từ năm Tỵ mà tới năm Dậu là 5 năm 6 tháng long đông. Thương trong thiên hạ mất dòng gian nan, kẻ thì lạc mẹ kiếm con, ruộng châu đã hết chẳng còn món chi, cửa nhà tan nát vậy thì đất bằng sống vậy còn gì trời ơi. Mà tới tiếng 3 tiếng âm Thìn này nữa thì nó khổ lắm anh em à, không còn gì nữa hết trơn. Cho nên á, âm Thìn giao khắp thinh không, ba đêm diệt trước mênh mông để cứu người, núi tan đất sập bới người, di sơn đạo hải mà thương người không tin đó anh em. Dữ lắm, trận này thì không tu là khó mong mà trở về cái đời thượng nguyên này thì trở nhi rồi, hồn xác mất tiêu trên. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, kẻ tà gian sẽ bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Cho nên Phật nói nè, thầy ông nói trong cuốn Di Văn này, nhìn lần trời lửa cháy liên miên, ở trên lần trời mà còn lửa cháy liên miên nè, tiêu điều sản giặc điền viên, thần thông biến hóa với miền trung ương. Nói anh em thấy từ cái năm Tý đến nay không có yên ổn không anh em? Thầy đã nói rồi mà, chừng nào mới đặng nè, thảnh thơi qua năm Tức Hợi Phật trời định tăng. Vừa qua năm Tức Hợi tới năm Tý Sửu đó anh em thấy không, trời trời lộ ra như vậy đó mà anh em còn không tin đó. Nó bệnh dịch ở đâu từ đâu mà kéo về từ nước ngoài về, ở bên nước ngoài thì chết thì thôi thấy khủng khiếp luôn, chết mà để trên xe cẩu xuống không. Còn nước Việt Nam mình cũng chết nhiều lắm chứ phải ít đâu. Anh em nhìn anh em không thấy sao? Chùa còn đây chưa thấy khổ đâu đó. Trần Đức Đích con trâu phá cổng nó có chưa anh em? Đi chợ một tuần lễ mới đi được một lần đó. Anh em thấy chưa? Đến chừng đó thay phơi chồng đóng có phải vậy không? Đời hạ ơn chết hết còn đâu. Ý là mới bệnh dịch thôi đó, chưa có sấm nổ đó. Tới ngày sấm nổ mà thay đổi trái đất này nè. Nó cha đã nói nè, ta dình tay trời đại lệnh thiên, thầy nói đó, Đức Ngọc Đế sự phân cho chúng. Đến giờ của cha định rồi đó, anh em sẽ biết rồi. Sự đổi thay hoàn cầu trái đất, trong 10 phần hết 7 còn 3. Nay đến ngày thiên định của cha, cả thế giới phải khóc la đền tội. Quá khủng khiếp anh em ơi. Gắng, chỉ có ăn hiền ở lành thôi chứ không có gì hết. Tôi nói đây anh em muốn chửi tôi hay là nặng nhẹ tôi gì đó, tôi vẫn vui, cứ nặng nhẹ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Quốc Thành xin kính chào quý thân mến. Dạ thì Quốc Thành xin chào quý vị một ngày thật an lành. Kính thưa quý vị thì mấy ngày hôm nay đó thì Quốc Thành cũng có hồi hướng để cho những cái phần giống như là những cái phần dầu, những cái máy niệm Phật, những mê Phật giảng. Thì những hôm vừa rồi đó quý vị thì cháy hàng quý vị ơi. Mua bao nhiêu cái máy niệm Phật về cũng cháy hàng hết, 20 cái, 30 cái, 50 cái đều cháy hàng hết cho quý vị. Mê cũng vậy luôn quý vị. Mê Phật giảng thì Quốc Thành cũng có mua về rồi lưu vô trong đó là 600 bài để cho bà con nghe, giống như là từ quyển 1 tới quyển 6 rồi Sư Giải Văn Phai, rồi Tứ Thánh, rồi Ông Ba Thớ, rồi cũng như là vân vân, nhiều thứ trong đó lắm quý vị, kho tàng pháp bảo trong đó quý vị. Cái đó quý vị về cứ để vô trong đâu cũng được. Đây là cái máy niệm Phật ha. Thì ở đây á, máy niệm Phật này đó thì dành tặng cho những bà con đã mua thuốc của Quốc Thành và sắp mua thuốc, cũng như là chi ăn cho bà con đó quý vị. Đây là cái máy niệm Phật nha quý vị. Máy niệm Phật này là gồm có 6 bài ha. Chú Đại Bi nè, Nam Mô Di Đà Phật nè, Nam Mô Di Đà Phật nhiều động dọc, rồi Nam Mô Di Đà, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, kinh Tâm Từ đó quý vị, đầy đủ trong đây ha. Đây. Giờ này là không có pin ha quý vị, nhà quý vị mua pin dùm cho Quốc Thành nha. Đó. Đó là cái những sản phẩm mà ở đây Quốc Thành có chị ăn thêm quý vị. Máy niệm Phật hoặc là mê phát giảng là không tính tiền nha quý vị. Không tính tiền là tại sao không tính tiền? Là nếu ai đã mua thuốc của Quốc Thành rồi thì Quốc Thành sẽ cho một cái máy niệm Phật hoặc là một cái mê phát giảng để cho bà con nghe ha quý vị. Cũng như là giáo viên như quý vị thôi. Thật sự ra đó thì dầu này đó rất hay quý vị. Dầu này đó là dầu diêm son ha. Dầu này là dầu diêm son, vừa chị diêm son vừa người Covid được luôn. Mình diêm son như thế nào? Cái này là sức ngoài nha quý vị. Đó. Này đã được nâng cấp lên một cái tầm cao khác nha quý vị. Dầu bình thường là không có được đâu. Mình sức vô cái này thơm là mùi sữa, mùi xả đó quý vị. Xả sa vi đó quý vị. Rất là thơm luôn quý vị. Đó. Thì cũng như quý vị đã biết đó, thì ở đây Quốc Thành có chuyên trị về xương khớp, cũng như thần kinh tọa, gai cột sống, thối quá cột sống, nhức tay chân, bà con đi đứng không được, hay là xuất hiện những cái trường hợp là đau mỏi gối quý vị. Những cái khớp gối quý vị đó hay bị gọi là thiếu cái chất nhờn đó, thì ở đây đó Quốc Thành có một cặp thuốc của Hồng Kông nha. Ở đây á, là bà con dùng rất là ok luôn nha quý vị, dùng rất là nhiều luôn, uống được là một lần mua vậy, uống được 50 ngày, một ngày uống 2 lần nha quý vị. Đây thuốc không giữ nước, bảo đảm không giữ nước, nếu giữ nước hoàn tiền lại Quốc Thành sẽ hoàn tiền cho quý vị 100% tiền. Còn nếu bà con nào đang gặp khó khăn mà không có tiền mua thì Quốc Thành sẽ gỡ cho quý vị uống trước 10 ngày. Quý vị thấy được, quý vị hãy mua ha quý vị. Quốc Thành sẽ gửi cho quý vị trước 10 ngày, quý vị sẽ uống coi có giữ nước hay không giữ nước. Nếu mà thuốc á, mà biết giữ nước hay không giữ nước quý vị chỉ cần uống chỉ 3 ngày hoặc là 1 tuần lễ thôi là quý vị biết giữ nước hay không giữ nước rồi. Hiệu quả hay không thì quý vị uống sẽ biết được. Khi mà mình mua như vậy đó, một cặp này thì bà con mua nhiều thì bà con biết rồi là 350 ngàn. Nếu mà thêm combo là như thế này nè quý vị, là có thuốc dầu nè, dầu diêm son nè, rồi thuốc nhổ mũi nè, thuốc nhổ mắt nè quý vị đó, rồi thuốc bóp nè. Đây thuốc bóp này đó là mình chỉ đông cỡ chừng hơn 2/3 chai thôi. Cái này là Quốc Thành xài đó, xài là còn lại nhiêu quý vị đó, và một hũ ngứa nữa đó. Cũng như là nếu quý vị mà bị như là đau bao tử này kia đó thì Quốc Thành sẽ cho thêm quý vị một bịch đau bao tử nữa nha. Một bịch đau bao tử này mình uống được là 7 lần nha quý vị. Nếu quý vị mà có bị ho hoặc là bị hay bị cảm sốt này kia đó thì ở đây thì Quốc Thành có là thuốc của tỷ cơ nha quý vị. Thuốc tỷ cơ ở đây đó là độc quyền ở bên Quốc Thành có. Đây để quý vị. Hình như nghe nói Quốc Thành nghe nói là bên Quốc Tạo dạo này cũng cạn về thuốc của tỷ cơ quý vị. Đó, Quốc Thành có nè quý vị đó. Ai cần thì cứ gọi đây, Quốc Thành sẽ gửi cho quý vị tới tận nhà nha. Đơn á, mà trên 400 ngàn từ Quốc Thành thì sẽ free ship cho quý vị. Ship là 30 ngàn thì sẽ free ship. Đơn dưới 400 ngàn thì sẽ không có free ship nha quý vị. Quý vị nếu mà ai cần thì sẽ gọi vô số điện thoại của Quốc Thành là 03333 04424. Dạ, Quốc Thành xin nhắc lại một lần nữa, 03333 04424. Đó là số điện thoại của Quốc Thành. Cứ gọi điện, Quốc Thành sẽ tư vấn cho quý vị 24/24 nha quý vị. Dạ, kính thưa quý vị á, thì các phần thuốc của ở nhà Quốc Thành và Quốc Tạo thì luôn luôn là đã được kiểm duyệt và luôn luôn đã có người sử dụng rồi thì Quốc Thành mới đem lên nhắm đi bán quý vị. Mọi phần thuốc đều là chất lượng. Nếu quý vị không tin thì quý vị hãy mua về một phần giống như dầu thôi, chỉ cần 30 ngàn dầu thôi quý vị sức rồi quý vị sẽ biết được là nó công dụng như thế nào. Thì cũng như là bên cái phần máu nhiễm mỡ đây quý vị là Đông Dược Việt. Ở đây Quốc Thành đó là dì Mười Quốc Thành đã uống được 2-3 hộp rồi và đã có kết quả tốt thì Quốc Thành mới đem ra giúp đỡ cho bà con là thuốc này. Là máu nhiễm mỡ là quý vị đó thường đó quý vị mập lên. Mập này là không phải là mập về giữ nước nha quý vị, mập lên là do ăn uống, do mình khỏe khoắn mình mập lên. Rồi mỡ của mình đó nó mới đông vào những cái mạch máu thì mạch máu không chạy đều nên là nó sẽ nguy ra nó sẽ là tác dụng là có là đột quỵ đó quý vị. Đây là máu nhiễm mỡ này là sẽ là giảm cho quý vị là không có còn là đông những mạch máu nữa, máu sẽ lưu thông lại. Bây giờ đó nhiều căn bệnh mà gọi là đột quỵ đó rất là nhiều luôn. Hôm trước Quốc Thành có đi xuống dưới bệnh viện là Cần Thơ SIS đó quý vị, là ở dưới người ta là bệnh viện gọi là những cái người mà đột quỵ đó là thường là những người mập thôi. Máu nhiễm mỡ này kia rồi đó quý vị là thường đột quỵ lắm quý vị. Đây là cũng như là ngừa đột quỵ và ngừa máu nhiễm mỡ quý vị. Nếu bà con cần thì bà con cứ gọi cho Quốc Thành ha, Quốc Thành sẽ gửi cho quý vị tới tận nhà. Đây còn ai Quốc Thành sẽ nhắc lại nha, ai cần máy niệm Phật thì Quốc Thành sẽ gửi máy niệm Phật luôn nha quý vị. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì quý vị cũng đã biết đó thì ở đây Quốc Thành có dầu dừa và mật ong. Mật ong này đó thì có in tem của gia đình Quốc Thành lên đây luôn là QT. Thì mật ong này Quốc Thành được một số bà con thì cũng như quý vị biết thì Quốc Thành ở đây là gần biên giới, ở đây là gần biên giới Campuchia quý vị. Mật ong này lấy từ gừng của Nam bên ở trên đó về đó quý vị, ở trên trển về là có một số anh em Campuchia đem về đây chia cho nhà của Quốc Thành. Thì mật ong này là chia cho bà con là xin nói giá ra luôn là 1 lít 1 triệu, mật ong gừng nguyên chất. Nếu không phải gừng trả lại hoàn tiền liền theo quý vị ha. Đây thử thì Quốc Thành thử thì nhiều cách thử lắm rồi, giống như là để hành vô nè, rồi mình để vô nước coi nó có bị tan ra không, hoặc là mình để tủ lạnh coi nó như thế nào. Nhiều cách để thử lắm quý vị, quý vị cứ thử mua xong rồi về. 1 lít 1 triệu nha, cái này là chỉ có nửa lít thôi nha quý vị, một chai có nửa lít thôi, 1 lít là 1 triệu nha quý vị ha. Thì thứ hai nữa đó, tiếp theo của chung với mật ong thì ở đây là dầu dừa. Dầu dừa này xuất xứ từ Bến Tre, chắc chắn từ Bến Tre luôn quý vị. Tại sao Thành nói chắc chắn từ Bến Tre? Tại vì Quốc Thành có đi giao du với nhiều bà con cô bác đó, thì bà con cô bác thấy Quốc Thành cũng làm những cái việc từ thiện này kia, thì bà con cũng giới thiệu Quốc Thành là về cái phần dầu dừa này, người ta tự nấu ra rồi người ta đưa cho mình. Nói chung là chi vốn cho mình cũng chi vốn để cho bà con luôn đó quý vị. Dầu dừa này là mình sức được nhiều cái lắm nha, giống như là mình dưỡng tóc nè, rồi mình sức cho cái da của mình nó đừng có bị đồi mồi nè quý vị, đừng có bị tàn nhang nè, nhiều cách sử dụng lắm quý vị. Cũng như là mình bị chỉ thì mình sức dầu dừa này vô trong cái chỗ bị chỉ luôn quý vị, nó mình thoa đều vô. Dầu dừa này, tác dụng của dầu dừa này thì các ông bà xưa người ta đó thì hay hơn, ta biết sẽ biết nhiều hơn. Dầu dừa này nguyên chất nha quý vị, không pha một chút nào hết. Ở đây là Quốc Thành không pha nha, tới dầu sức này nè quý vị, dầu sức này đó. Nếu bà con cô bác nào biết đó ha thì mình sẽ nói là dầu sức này đó là 3.000 thôi mới đúng, chứ không phải là 4.000. Nhưng quý vị cứ suy nghĩ kỹ lại nha. Dầu sức này ở đây Quốc Thành không có pha cồn, chắc chắn 100% không pha cồn, chỉ là đổ vô một ít thôi, một xíu cồn để cho nó tan cái lượng băng phiến ra thôi quý vị, chứ không có gì hết, không có để cồn bao nhiêu hết quý vị, thật sự là vậy. Nguyên chất cho bà con hết, để cho bà con hết bệnh, để cho bà con được hiệu quả nhất có thể khi mà dùng dầu này và những cái sản phẩm khác. Đây quý vị, ở đây Quốc Thành đạo Phật giáo hảo, không dám làm tầm bậy đâu quý vị, thật sự luôn, rất là có lỗi với thầy nha quý vị. Dạ kính thưa quý vị, cái tiếp đây đó là một cái sản phẩm mà bà con cô bác đang rất là ưa chuộng luôn quý vị, đó là tê bì chi. Thật sự đây đó, thuốc tê bì chi này đó nó có công dụng là trị tê rất là hay. Thường thường đó các cô chú mà trên 40 đó, gần 50 đó, thường thường sẽ có một cái hiện tượng đó là tê những đầu ngón tay. Bà con giấc sáng thức dậy là tê những đầu ngón tay này quý vị. Quý vị bóp xong rồi nó vẫn còn tê luôn, cả chừng tiếng sau là tê. Nhưng mà thuốc này đó thì Quốc Thành sẽ đảm bảo cho quý vị là uống xong sẽ không tê những đầu ngón tay nữa, và những cái gọi là tê giò, tê tay này kia đó không có tê nữa. Tại sao mà lại Quốc Thành lại đảm bảo vậy? Tại thuốc này khi mà quý vị tê đó, giờ Quốc Thành sẽ nói về cái cơ thể của quý vị trước nha, rồi Quốc Thành sẽ nói về cái thuốc này công dụng thế nào. Cái cơ thể của quý vị đó, nếu mà quý vị mà bị tê những cái đầu ngón tay hoặc là tê giò này kia đó là do quý vị bị nghẹt mạch máu, gọi là tắc nghẽn mạch máu đó quý vị, mới bị tê như vậy. Thuốc này nó sẽ là giúp cho quý vị là từng quầng máu của quý vị sẽ chạy đều ra hết cơ thể, chứ không phải là mình phải đứng lại đó ha. Này là thuốc là vừa ngừa mà vừa trị cho quý vị, đó là tê bì chi, thuốc của Việt Nam và Nhật Bản sản xuất cùng nhau, hợp tác đó quý vị. Một hộp này đó thì đi chung với combo là 350.000. Thuốc này với thuốc cặp xương khớp thì quý vị đã quen thuộc quá rồi quý vị à. Thuốc này quý vị bà con mua rất là nhiều luôn, từng quầng máu quý vị không đều, hoặc là quý vị hay bị gọi là stress đó quý vị, stress đó, quý vị dùng thuốc này. Dạ kính thưa quý vị, thì ở đây đó thì Quốc Thành có thuốc ngứa bôi quý vị. Thuốc ngứa bôi Quốc Thành đó là đây, thuốc ngứa bôi Quốc Thành nè quý vị. Thuốc bôi Quốc Thành đó là trị ngoài da, là những cái giống như là bị vết thương nè, rồi bị mũi cắn này kia đó thì mình trị. Còn ở đây đó Quốc Thành có một cái loại sản phẩm là dưỡng bì đan, chuyên trị về ngứa bị giống như là xơ gan nè, viêm gan nè, rồi bị giống như là mẩn ngứa, nổi mề đa, vàng da đều trị được hết nha quý vị. Đây là trị thuốc về là thuốc ngứa máu, mình uống vào nó, mình uống vào thì xem và quý vị sẽ biết được là cái thuốc này uống như thế nào liền. Còn cái công dụng thì Quốc Thành sẽ nói ra một cái sơ lược về công dụng của nó cho quý vị nghe. Thường thường quý vị đó, ví dụ như quý vị sức ngứa đi, ngứa này về lát đồng tiền hay là bị lát thường đó thì rất là hay. Còn ví dụ như về vàng da, rồi bị nổi bì đai này kia đó mà bị nhiều nặng quá thì thuốc này nó sẽ trị, nhưng mà trị rất là nhẹ. Còn cái này đó quý vị, cái này đó mình trị rất là hay về cái chuyện mà vàng da hoặc là nổi bì đai luôn quý vị. Thường thường bà con hay nổi mề đai rồi bị sâu suông, thuốc này uống là không có bị ngứa xung quanh cơ thể mình luôn quý vị. Dạ kính thưa quý vị, thì bây giờ đó thì bà con đang có những cái căn bệnh cũng như là ngứa, ho, hoặc là viêm son, hoặc là bị máu nhiễm mỡ, cũng như là bị tê, bị nhức, thì cũng bị đường thì cũng là một cái trường hợp rất là nặng luôn quý vị. Có nhiều cái đó là ai bây giờ hầu như là những cái người mà từ 35 trở lên thì thường thường là xuất hiện những cái trường hợp là bị teo cơ, hoặc là những cái trường hợp là bị đái ra thì kiến nó sẽ bu, đó gọi là bị tiểu đường đó quý vị. Thì thuốc này đó thì ở đây Quốc Thành sẽ ngăn ngừa đường lên cho quý vị. Đây là sẽ là ổn lại cái gọi là cái lượng đường cho quý vị. Quý vị đang đặt câu hỏi thuốc tây nó cũng là ngừa, gọi là ngừa đường, tăng đường, không có tăng đường lên, hạ đường xuống, bình đường cho mình. Tại sao lại cái thuốc này nữa chi? Kính thưa quý vị, thì thuốc tây đó quý vị uống đó một thời gian thì quý vị sẽ bị là thận hòa giữ nước cũng như là bị mục xương. Còn đây, ở đây Quốc Thành sẽ bảo đảm cho quý vị, đây là khổ qua, không bị giữ nước, không bị mục xương, đảm bảo cho quý vị hạ đường rất là tốt luôn. Đặc biệt là quý vị ăn uống đàng hoàng, ăn uống bình thường, không có kén ăn ngủ được, chắc chắn với quý vị 100%. Đây là thuốc của bà nội Quốc Thành đã sử dụng nha quý vị nha. Đây thì có hai loại, đây một á, là khổ qua, hai là loại thuốc tán. Thuốc tán này uống y gan vậy luôn quý vị, hạ đường. Nhưng mà nếu bà con đang bị đường nặng thì bà con cứ mua về uống chung với thuốc tây, nhưng mà hạ liều thuốc tây lại là cách 1 tiếng đồng hồ, uống trong vòng 3 ngày thì bỏ thuốc tây luôn. Thuốc nào cũng vậy hết nha quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là thuốc đường của nhà Quốc Thành. Dạ kính thưa quý vị, thì tiếp theo đây là 3 sản phẩm có cùng một công ty. Thì đây là thuốc giảm tĩnh mạch và hạ huyết áp cũng như là sạn thận quý vị. Thì Quốc Thành sẽ giới thiệu từ thuốc giảm tĩnh mạch cho quý vị xem. Giảm tĩnh mạch này là chuyên trị về những cái căn bệnh mà tĩnh mạch của mình đó nó không đều đó quý vị, thì nó sẽ là hòa huyết lại quý vị, hòa huyết cho cái tĩnh mạch của mình nó bị nhức tê này kia, đều giống như là bị giật điện ở giò đó quý vị. Cái này nó sẽ giúp cho quý vị là không còn giống như là bị tĩnh mạch ở giò nữa. Giảm tĩnh mạch là giảm cơ xơ là của quý vị lại, cơ xơ tĩnh mạch đó quý vị. Cặp thuốc này đó, phần thuốc này đó là của Việt Nam ha quý vị ha, có những cái phần hướng dẫn trong đây hết. Thì 50 viên quý vị uống trong vòng 25 ngày, 1 tháng trời thì quý vị sẽ có được cái kết quả mà mình mong muốn là không còn giảm tĩnh mạch nữa. Đây là tĩnh mạch. Nếu bà con ai mà có bị tĩnh mạch thì sẽ biết được là tĩnh mạch là như thế nào và bị ra sao. Ở đây nè quý vị xem kỹ nha. Tĩnh mạch là giống như là những cái đường mà găng tiết trên cơ thể mình đó mà nó bị co giật đó quý vị, gọi là giảm tĩnh mạch đó quý vị. Đó là giảm tĩnh mạch. Còn thứ hai đó là hạ huyết áp. Hạ huyết áp này đó là chuyên trị về những cái căn bệnh đó, là giống như là lên huyết áp cao, giúp mình bình can lại, lợi tiểu, không có còn là say sẩm mặt mày, ù tai nữa quý vị. Ù tai qua mắt, say sẩm mặt mày nè là không còn nữa. Quý vị mà đang huyết áp bị cao lên, nhất sáng đó, thường thường đó là cao lên lắm. Quý vị cứ uống vô trước khi ăn, uống vô 1 viên. Giấc chiều, giấc trưa quý vị thấy mà không ổn trong người nữa thì uống 1 viên nữa. Chắc chắn quý vị lên huyết áp quý vị sẽ bình thường như người ta mà ăn uống điều độn luôn quý vị. Dạ, đó là thuốc hạ huyết áp nha quý vị. Dạ, tiếp theo đây đó là thuốc sạn thận. Sạn thận này như thế nào? Sạn thận này đó là chuyên trị về những căn bệnh là sạn thận trong thận, rồi sạn trong thận, rồi khó tiểu, rồi tiểu nước vàng nhiều, tiểu gác, tiểu đêm nhiều, trị về những cái bệnh sạn thận đó quý vị. Còn nhu cầu này kia đó mà khó khăn đó thì đây là sẽ giúp hỗ trợ sức khỏe chúng ta luôn. Thuốc này đó thì khi mà mình uống thuốc thì mình nhớ là uống nước nhiều nha quý vị, uống nước nhiều vô. Thường thường bà con cô bác đó thì là xem nhẹ cái chuyện mà uống nước lọc lắm quý vị. Quý vị uống trà xanh hoặc là ô long này kia thôi, nhưng mà quý vị không biết được cái lợi của uống nước lọc là nó hay như thế nào đâu quý vị. Nó sẽ giúp cho mình lợi tiểu nè, cũng như là mình sẽ không có bị thận nữa quý vị. Thuốc này nó sẽ hỗ trợ chúng ta là mình vừa uống nước nhiều và mình vừa uống thuốc vô, nó sẽ là không còn sạn thận trong cái thận của ta nữa. Những bà con cô bác đó mà bây giờ còn dùng bia rượu đó thì Quốc Thành thấy thì nên là hạn chế đó quý vị à. Hạn chế dùng bia rượu lại ha. Đây là nó sẽ dùng cho nó sẽ giúp cho những bà con mà không dùng bia rượu nữa là giảm những cái sạn trong cái thận của chúng ta là mất đi luôn, miêu mòn từ từ luôn quý vị. Đó là thuốc thận nha quý vị. Đây để Quốc Thành để bên bên. Thì đó là 3 sản phẩm chung một công ty. Thì Quốc Thành sẽ xin giới thiệu thêm một loại sản phẩm mà ở đây Quốc Thành vừa mới đem ra cho bà con. Đây là thuốc diêm son uống. Thuốc diêm son này đó là chuyên trị về như thế nào? Là bà con đó là ở đây có thuốc nhổ mũi nè, dạ dầu nè quý vị ha. Thì Quốc Thành ở đây đó là đi chung với combo này luôn nha quý vị. Combo này luôn là tổng cộng chỉ có 200 thôi quý vị. Mà mình dùng được á là cho là vừa uống nè, vừa sức nè, rồi vừa nhổ được luôn. Diêm son cỡ nào cũng hết luôn quý vị. Thời tiết bây giờ nó thay đổi thất thường lắm, không có nói được. Lúc nắng, lúc mưa, rồi lúc trời âm u này kia thì thường thường những người bị diêm son sẽ những cái trời âm u đó là sẽ nhức lỗ mũi nè, là sẽ bị khó chịu, nhức đầu cũng như là bị khò khè. Thì thuốc này nó sẽ giúp cho bà con bình thường là những cái chuyện đó, là không còn bị diêm son nữa, không còn bị nhức đầu khơi nữa quý vị. Đây là thuốc chị diêm son uống quý vị ha. Đây quý vị, nó đi chung với một cái gọi là cái combo dầu luôn ha quý vị ha. Combo dầu và đây quý vị đó, như thế này ha quý vị. Đây quý vị, như thế này thì bà con sẽ không còn lo về diêm son nữa nha quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây, không lo diêm son nữa, là có một cái combo này sẽ không lo diêm son nữa quý vị. Cái thời tiết này đó thì Quốc Thành thấy đó, bà con bây giờ bị ho rất là nhiều. Cái sản phẩm này đó là chỉ về chuyên về ho ha, gì ha, đây chuyên về ho. Ho này đó là ho cỡ nào cũng được hết, ho ra đàm, có đàm trong cổ, có người bị ho ra máu luôn quý vị, mà chị cũng đã được luôn nha quý vị nha. Ở đây đó là nó để là nè, ho xỉn nè, ho đàm, ho gió, ho hàn, viêm khí quản nè, cấp tích nè, cấp tính nè, rồi mãn tính nè quý vị. Cách dùng là mỗi ngày mình uống 2 viên một lần. Mình uống một ngày là 2 lần, giấc sáng 1 lần, giấc chiều 1 lần, dùm cho Quốc Thành ha. Uống bảo đảm quý vị là quý vị ho gà quý vị cũng hết nữa, ho lao quý vị cũng hết luôn quý vị. Ở đây là có để vậy hết quý vị. Bà con dạo này mua thuốc này uống rất là nhiều nha quý vị nha. Đây là sản phẩm từ Hồng Kông. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa quý vị, thì quý vị biết đó, ở đây Quốc Thành có cho những sấm giảng thi văn giáo lý. Đây là quyển 6 là tôn chỉ hành đạo, là giúp bà con cô bác là học Phật tu nhân, là giúp cho bà con là hiểu được cái bài cúng của bên Phật giáo Hòa Hảo và thực hiện theo, cũng như là cách ăn ở của lúc mà mình còn tại thế này. Đây quý vị, đây là học Phật tu nhân đó quý vị, giáo lý Phật giáo Hòa Hảo nha quý vị nha, quyển 6. Còn đây là thi văn giáo lý của Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo. Đây Quốc Thành ở đây những sản phẩm mà của bên đạo Phật giáo Hòa Hảo, bên Quốc Thành không có lấy tiền ai đồng bạc nào hết. Nếu quý vị mà có thương Quốc Thành, thương đạo Phật giáo Hòa Hảo thì quý vị có thể là trả tiền ship dùm cho Quốc Thành nữa ha, là 30.000. Đây là thi văn giáo lý toàn bộ. Đây quý vị, ở đây là Quốc Thành có đầy đủ hết nha. Quốc Thành sẽ đi sơ sơ cho quý vị xem về những cái thi văn, những cái sấm giảng này kia cho quý vị thôi. Chứ những cái cuốn giống như là Sư Dạy Bóng Phai, Ông Ba Thớ này kia thì ở đây Quốc Thành đều có nha quý vị nha. Cũng như là ở đây đó thì Quốc Thành có cho trần điều củ quyền, cho tam bảo, cho hình thầy theo yêu cầu. Nếu mà yêu cầu thì theo kích cỡ đó thì Quốc Thành xin quý vị hãy trả tiền ship cho Quốc Thành, và có thể là gửi cho cái người mà là mình đặt theo yêu cầu đó vài trăm ngàn, để cho bà con có thể có cái số tiền đó đặng bà con dùng cho cái mục đích khác, để giống như là mình thêm tiền vô đặng mình mua những cái phần này nè quý vị, đặng mình cho bà con khác nữa. Còn nếu mà bà con mà lấy như là ở đây Quốc Thành có thì Quốc Thành sẽ là không cần gì hết, chỉ cần bà con trả tiền ship cho Quốc Thành thôi, Quốc Thành sẽ gửi tới nhà cho bà con, cho bà con đang cần và đang dùng. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Đây là hình củ quyền, sau lưng Quốc Thành đây là tam bảo. Quốc Thành có hình thầy, cũng như là những cái hình hình thầy đứng nè, hình sơ mi nè, rồi hình thầy ngồi tọa sen nè quý vị. Quốc Thành ở đây đều có nha. Thành gửi phi cho quý vị nha. Thì cuối cùng cuối video thì Quốc Thành xin nhắc lại với quý vị một điều rất là quan trọng, đó là ở đây Quốc Thành có cho quý vị những sản phẩm giống như là mây phát giảng, máy niệm Phật, cũng như là cho quý vị miễn phí ha quý vị ha, quý vị chỉ cần trả tiền ship thôi. Rồi cho cả là thuốc của tỉ cơ luôn nha quý vị nha. Đây là thuốc tỉ cơ nha quý vị, đây thuốc tỉ cơ ở đây Quốc Thành có và cho quý vị luôn, tỉ cơ để gửi cho Quốc Thành. Và một điều cuối cùng thì Quốc Thành xin nhắc quý vị, ở đây Quốc Thành là có bán riêng một combo Quốc Thành là gồm có 2 chai nhỏ mắt, 2 chai nhỏ mũi và 3 dầu, 1 chai bóp và 1 hũ ngứa. Cũng như là nếu ai có bị đau bao tử thì Quốc Thành sẽ gửi thêm 1 bịch đau bao tử cho quý vị nha quý vị. Thì bà con nào mà biết chữ thì Quốc Thành để số điện thoại trên màn hình thì cứ gọi đây, Quốc Thành sẽ gửi tới tận nhà. Còn nếu mà bà con không biết chữ thì Quốc Thành sẽ đọc ra cho quý vị nghe số điện thoại Quốc Thành liền bây giờ, đó là 0333304424, đó là số điện thoại của Quốc Thành. Bà con cứ nếu mà muốn dùng thì cứ gọi điện thẳng cho Quốc Thành, Quốc Thành sẽ tư vấn cho quý vị. Nếu bà con nào có coi video rồi thì đỡ, nếu bà con chưa coi thì Quốc Thành sẽ giới thiệu cho quý vị, tận tình cho quý vị và hỗ trợ quý vị 24/24. Và Nam Mô A Di Đà Phật.